12. Phẩm thế gian, này thiện hiện, ví như người phụ nữ có nhiều con, hoặc 5, hoặc 10, 20, 30, 40, hoặc 100, hoặc ngàn, vân vân. Người mẹ bị bệnh, các người con mỗi người đều đi tìm thuốc chữa, họ đều suy nghĩ, làm sao bệnh của mẹ ta được thuyên giảm, mạng sống bình an, được sống lâu an lạc, không bị đau khổ. Tất cả những hạnh phúc an vui đều đến với mẹ ta. Vì sao? Vì mẹ đã sanh dưỡng chúng ta, đã chịu những nỗi gian nan khổ sở nhất của đời này. Suy nghĩ như vậy, họ đua nhau tìm đủ mọi cách để tìm sự an ổn, bảo vệ cho mẹ, không để cho những việc khó chịu như muỗi, nhặng, rắn, bò cạp, gió mưa, người chẳng phải người vân vân xúc chạm đến. Họ ân cần ra tâm sửa sang những gì làm cho mẹ hết bệnh, sáu căn thanh tịnh, những lo khổ không còn. Họ lại đem những đồ vui tốt đẹp nhất cung kính cúng dâng và nói thế này: tình thương của mẹ bao la sanh dưỡng chúng ta, dạy dỗ chỉ bày tất cả sự nghiệp ở đời. Chúng ta làm sao mà chẳng đáp đền ơn mẹ? Cũng vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác thường đem các thứ phương tiện thiện xảo hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói, không biếng mỏi. Như Lai cũng đem vô số phương tiện ân cần ra tâm hộ niệm để cho không bị tổn não. Trong các thế giới mười phương hiện tại, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều thương xót lợi ích an vui cho các hữu tình, cũng đem các phương tiện thiện xảo hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa làm cho các ác ma không thể hủy diệt, được an lạc lợi ích dài lâu nơi tất cả thế gian. Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng vậy, đều đem các phương tiện thiện xảo hộ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác, có thể chân chính hiển bày trí nhất thiết trí, có thể hiện thật tướng của các pháp thế gian, trí nhất thiết trí cũng từ đó sanh ra. Thiện hiện nên biết, tất cả chư Phật Thế Tôn thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này tinh tấn tu học để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ta thuở xưa cũng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tinh tấn tu học để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác, có thể chân chánh hiển bày trí nhất thiết trí, có thể hiện thật tướng của các pháp thế gian. Khi ấy thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác, có thể hiển bày thật tướng của các pháp thế gian? Phật dạy: này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể sanh trí nhất thiết trí của Như Lai và các công đức khác, cho nên nói là Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác, có thể hiển bày thật tướng của các pháp thế gian, nghĩa là có thể hiển bày thật tướng của ngũ uẩn thế gian. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể hiển bày thật tướng của ngũ uẩn thế gian? Phật dạy: này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể hiển bày thật tướng ngũ uẩn như sắc vân vân của thế gian không biến hoại, cho nên nói là Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể hiển bày thật tướng các pháp thế gian. Vì sao? Vì ngũ uẩn như sắc vân vân không có tự tánh, cho nên gọi là không, vô tướng, vô nguyện, vô tạo, vô tác, vô sanh, vô diệt, tức chân pháp giới, chẳng phải không vân vân pháp có thể biến hóa, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể hiển bày thật tướng các pháp thế gian.